Bạn đang nghe bản tin đồng cỏ phát sóng vào 7 giờ tối mỗi cuối tháng trên Manga Iskra. Còn mình là Hiwa. Moboroshi Okadamari. Vậy là sau nhiều ngày giắc thính độc giả bằng những hình ảnh sặc mùi romantic thì Moboroshi cũng đã chính thức công chiếu vào ngày 15 tháng 9. Masamune sống ở một thị trấn nơi mà thời gian ngừng trôi vì một vụ nổ bất ngờ tại một nhà máy luyện thép đã phong tỏa mọi lối ra vào thị trấn. Để hy vọng một ngày nào đó trở lại bình thường, cư dân của thị trấn bị kiểm soát. Một ngày nọ, người bạn cùng lớp bí ẩn của Masamune, Asumi, dẫn anh đến lò cao thứ 5 của nhà máy luyện thép và ở đó họ gặp một cô gái hoang dã như sói và không thể nói chuyện. Cuộc gặp gỡ của Masamune và hai cô gái này đã làm đảo lộn sự cân bằng của thế giới. Oyukumi no Kaina. Tên tiếng Anh Kaina of the Great No Sea Starset. Nếu bạn là người thường xuyên xem anime, sẽ biết rằng bản chiếu rạp của một bộ anime sẽ được gọi là movie để phân biệt với TV series. Mới đây thôi, trên trang chính thức Oyukumi no Kaina đã thông báo công chiếu bản movie của bộ phim tại các rạp trên toàn Nhật Bản vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 với tên gọi Kaina of the Great No Sea Starset. Đây sẽ là một tin rất đáng quan tâm nếu bạn là một fan của Sutomu Nihei. Hokago Tebonishi. Tập 1 của bộ manga Hokago Tebonishi do Yasuyuki Kosaka viết và minh họa đã được mở bán vào ngày 20 tháng 9. Đây là một bộ thuộc thể loại seinen slice of life về chủ đề thợ săn. Việc đưa chủ đề câu cá vào slice of life thực sự không đơn giản chút nào, vì như chúng ta đều biết đây là một bộ môn thể thao cực kỳ mạo hiểm, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đã có nhiều câu chuyện đáng buồn xảy ra với các cần thủ rồi các cậu ạ. Vì thế, nếu tham gia bộ môn này, các cậu hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để chiêu cùng sóng nước mà vẫn an toàn nhé. Hoặc là an toàn nhất thì hãy nằm yên trong nhà và thưởng thức bộ manga này. Hiện 11 tập bản truyện giấy truyền thống đang được mở bán trên Amazon và 12 tập anime TV series đã được công chiếu. Isekai Samurai Saito Keigo được người đời mệnh danh là quỷ kiếm sĩ. Ginko Samurai duy nhất đã sống sót trong một trận đánh thời chiến quốc Nhật Bản. Khi tỉnh lại, nhìn quanh bãi chiến trường không còn ai sống sót. Trở lại thời bình với tâm lý ám ảnh về cuộc chiến đã qua, Ginko lang thang, vất vưởng khắp Nhật Bản thách đấu với các samurai mạnh nhất để tìm đến cái chết. Nhưng không một ai có thể đánh bại Ginko. Cho đến khi cô gặp một nhà sư, người nói rằng sẽ giúp cô gội rửa tâm trí. Nhắm mắt lại và cúi mình trước bức tượng Phật lúc Ginko mở mắt. Một thế giới khác hiện ra với những chiến binh châu Âu thời Trung Cổ, quái vật và rồng khổng lồ, thành lũy trùng điệp. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu với Ginko. Tập 10 của bộ manga thuộc thể loại action Isekai này vừa mới được ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2023 trên Comic Walker. Nếu bạn yêu thích chủ đề Samurai Nhật Bản, hãy thử đọc bộ manga này nhé! Sohara and the Monster House Yamaji Hidenori. Cũng trong ngày 2 tháng 9, Sohara and the Monster House, bộ manga của tác giả Yamaji Hidenori sẽ được giới thiệu trên chương trình King's Brunch của đài TBS TV. Nếu bạn chưa biết về bộ manga này thì đây là một bộ manga rất thú vị về chủ đề thợ săn quái vật với nhân vật chính là Sohara, một cô gái mồ côi được nuôi dạy và rèn luyện để trở thành thợ săn quái vật mạnh nhất vương quốc. Cô đã trải qua quá trình rèn luyện hà khắc nhằm đạt được danh hiệu đó. Và cuối cùng, ngày đó cũng đến, Sohara được nhà vua phong tước thợ săn quái vật mạnh nhất vương quốc. Nhưng đồng thời, nhà vua cũng thông báo cho cô rằng loài người đã chiến thắng quái vật hoàn toàn và bãi bỏ nhiệm vụ cao cả của Sohara. Lạc lõng khi mục tiêu duy nhất của cuộc đời đã trở nên vô nghĩa. Không người thân, không bạn bè, không nhà cửa, Sohara rơi vào vòng xoáy của những mối quan hệ bất ngờ. Creed, một kiến trúc sư trẻ tuổi đầy hoài bão, đã lôi kéo Sohara vào một nhiệm vụ đó là nâng cao chất lượng đời sống cho quái vật. Thông qua việc thiết kế nhà cửa và các tiện ích phục vụ đời sống cho quái vật, phải nói thêm rằng hiện tại chất lượng đời sống của chủng loại quái vật đang ở mức thấp chưa từng có. Điều này gây ảnh hưởng tới sự tồn vong của giống loài này. Với cách tiếp cận khác biệt, Yamaji Hidenori sẽ mang đến một góc nhìn độc đáo về chủ đề thợ săn quái vật. Hãy theo chân Sohara và khám phá đời sống của các chủng loại quái vật trong thế giới này nha! Soso no Frieren, Yamada Kanehito và Abe Tsukasa. Bạn đã bỏ qua điều gì? Đó chắc hẳn là bộ manga Soso no Frieren. Vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Toho Animation đã công bố BV, viết tắt của Promotional Video. Anime của Soso no Frieren được sản xuất bởi MAPPA, studio từng đảm nhận sản xuất anime cho Jujutsu no Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man, với opening và ending của hai giọng ca đình đám Yoasobi và Milet. Bắt đầu câu chuyện không thể chậm hơn khi bộ tứ người hùng của thế giới bao gồm Pháp sư El Frieren, anh hùng He-Man, tư tế Heather, chiến binh người lùn Ezen. Họ đã quyết định giải ngũ sau khi ca khúc khải hoàn. Cuộc chiến với quỷ vương đã kết thúc với chiến thắng dành cho phe đồng minh nhân loại. Thời gian trôi qua khi nàng El Frieren
lang thang, rong chơi khắp thế giới, nghiên cứu phép thuật với niềm đam mê và tuổi tác trẻ mãi không già, thì các bạn của cô, những nhà vô địch trước quỷ vương cũng không thể khuất phục trước một thứ còn khủng khiếp hơn, đó là thời gian. Những cái chết già kéo đến với các anh hùng và loài quỷ bằng cách nào đó cũng dần dần trỗi dậy. Firen vẫn tiếp tục nghiên cứu phép thuật, nhưng lần này cô sẽ áp dụng những nghiên cứu mới này lên lũ quỷ. Đây là một bộ truyện đã giành được khá nhiều đề cử giải thưởng manga, lại được chứng chỉ bởi hai giọng ca khét lẹt Milet và Joa Sobi. Bạn đã bỏ qua bộ manga này đúng không các hương giả? Vậy thì hãy xem anime luôn nhé! Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 6 tháng 10 năm 2023. Usuzumi no Hate, Haruo Iwasune. Tác giả Haruo Iwasune đã chia sẻ ảnh bìa với tông màu tím chủ đạo của Usuzumi no Hate tập 2, được phát hành vào thứ 6 ngày 15 tháng 9. Hành trình truy tìm những mảnh ký ức đầy cảm xúc còn sót lại của nhân loại ở nơi tận cùng thế giới. Hãy đọc bộ manga này nếu lâu rồi bạn chưa được khóc. Tsugumi Project, manga hành động khoa học viễn tưởng hậu tận thế Tora Tsugumi, Tsugumi Project của Ippatu sẽ chính thức kết thúc một hành trình gian khó của chính nó trên tạp chí Quickly Young Magazine số 43 năm 2023, ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Leon, người bị kết án tử hình vì một tội ác mà anh ta vô tội, thực hiện một nhiệm vụ bí mật, đó là thu hồi thứ vũ khí khởi nguồn của cuộc chiến hạt nhân đã hủy diệt Nhật Bản 260 năm trước. Bạn vẫn có thể đọc bộ manga này dù biết nó sẽ kết thúc với 6 tập ngắn ngủi, bởi Tsugumi Project sở hữu nhiều điểm mạnh về mặt đồ họa với nét vẽ chi tiết ấn tượng. Quái phù dễ thương là cô bé Tsugumi đã dễ dàng chinh phục được những độc giả khó tính trong những chap đầu. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để đảm bảo cho sự thành công của một bộ manga. Kẻ thù ác mang tên Doanh Số luôn luôn đứng sau các hoạt động kết thúc sớm ngoài ý muốn. Ngoài điểm sáng là cô bé Happy Tsugumi, chuyện còn có một hệ thống quái thú bị biến đổi đầy tiềm năng. Yếu tố lớn nhất dẫn đến sự thất bại phải kể đến dàn character mờ nhạt về visual, với main chính là một anh chàng da trắng và các main phụ da màu. Đây là một định dạng phổ biến của phim ảnh Mỹ hiện đại. Rõ ràng, để thành công hơn thì Ippatu cần nhiều hơn để có thể chinh phục được các độc giả Nhật Bản cũng như là châu Á. Tạm biệt Tsugumi, tạm biệt Leo. Chainsaw Man Blasmark Bochita. Goodsmile, đơn vị phát hành figure mô hình, đã công bố những hình ảnh đầu tiên về Blasmark Bochita. Đây là phiên bản figure có chức năng có thể kéo dây cót kích hoạt cơ chế cưa vô cực, giống như Denji sử dụng Bochita để cưa gỗ kiếm sống trước khi chuyển qua nghề thợ săn quỷ. Ngoài ra, chúng ta còn có hai biểu cảm khuôn mặt, tức giận và dễ thương để thay thế. Blasmark Bochita sở hữu chiều cao 90mm, cặp chân ngắn, đầu to, mặt long lanh. Ngày pre-order bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, dự kiến ra mắt chính thức trong tháng 1 năm 2024. Gan Hot Suit. Tác giả Hiroya Oku từ lâu đã không công bố bộ manga nào mới sau Gan, mà chủ yếu dành thời gian chơi Twitter rất chăm chỉ. Cụ thể là vào hôm 2 tháng 9, Hiroya Oku đã flick nhẹ figure Hatsus Hachiro Oka đã mặc trong trận đánh hoành tráng với con chùm Nurahiyon Alien. Dù đã ra mắt rất lâu, nhưng phải nói đây là một figure thuộc hàng ấn tượng nhất trong thế giới nghiện nhựa bởi độ hiếm, đắt và tất nhiên là tạo hình nhìn ngầu đét như được bước ra từ trong manga. Đây là một figure với kích thước lớn hơn thông thường, cụ thể là 570mm, bao gồm cả elbow sword, được sản xuất bởi đội ngũ artist của Gecko, phát hành vào tháng 11 năm 2019. Nếu các cậu đã săn được các cổ vật này thì hãy flex nó trong hương hội để chúng tôi có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhé. Komita 145. Vào ngày 3 tháng 9 mới đây, tác giả Shiro Kuroi đã mang đến Komita 145 những hình ảnh mới nhất của bộ manga có tên Yadokashi Ẩn Sĩ Sồi. Komita, sự kiện văn hóa Nhật Bản, là nơi diễn ra các hoạt động bán và triển lãm các tạp chí manga được sản xuất độc lập hay còn được gọi là manga indie. Trong thời buổi nhu cầu đọc truyện tranh digital trên thiết bị điện thoại, máy tính bảng ngày càng mở rộng, thì những sự kiện như Komita sẽ bổ sung thêm nhiều đầu truyện cho thị trường vốn đang rất khát khao những bộ manga mới, độc đáo. Trở lại với Yadokashi, Ẩn Sĩ Sồi, vẫn là nét vẽ đặc trưng của Shiro Kuroi nhưng tươi sáng hơn đôi chút so với Leviathan, vốn phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật Hatching Cross. Một phần cũng là do Leviathan thuộc thể loại Dark Fantasy, với việc sử dụng kỹ thuật mảng tối kết hợp với Hatching Cross, cường độ cao sẽ mang lại cảm xúc tăm tối, ngột ngạt cho nhóm phi hành đoàn trên con tàu gặp nạn Leviathan. Yadokashi cũng sử dụng kỹ thuật trên nhưng đã có phần tiết chế, tạo cảm giác chill, dễ thương với hình ảnh đập vào mắt là một ngôi nhà gỗ hình chú chó trên thảo nguyên rộng lớn có thể di chuyển được. Điều này sẽ làm ta liên tưởng tới ngôi nhà di động của Pháp Sư Hou trong bộ anime House Moving Castle của Ghibli. Đây là một bộ manga đáng để chờ đợi sau những gì mà Shiro Kuroi đã làm với Leviathan. Kikai Journey. Theo như mô tả của tác giả Amatus,
Đây là một bộ truyện về hành trình của một cô gái và một người máy trong thế giới bị nuốt chửng bởi máy móc. Những chia sẻ của tác giả cho ta thấy bộ truyện vẫn đang trong quá trình prototype với một số cảnh key visual ít ỏi. Có lẽ để hoàn chỉnh những chap đầu tiên cho bộ manga này, tác giả Amatus sẽ cần một nỗ lực lớn và thời gian nhiều hơn nữa. Nhưng với hình ảnh được chia sẻ thì đây là một bộ manga tiềm năng với những yếu tố độc đáo về môi trường, world building rộng lớn và nhân vật đặc sắc. Chúng ta hãy cùng chờ xem tác giả Amatus sẽ phát triển bộ manga của mình ra sao. Hiện tại, Amatus cũng đã tham dự Komita 145 với một gian hàng mở bán các hình ảnh về Kikai Joni, Ujina Into the Deep. Với kỹ thuật làm manga rất khác biệt so với cách thức truyền thống, Asano Inio đã sử dụng công nghệ 3D CG để thực hiện các tác phẩm manga của mình. Dù không phải là họa sĩ đầu tiên, trước đó đã có Hiroya Oku cũng đã sử dụng kỹ thuật này trong bộ manga Gan. Tôi sẽ nói về cách sử dụng 3D CG trong manga, sử dụng nó trong Mujina Into the Deep với Blender và Unreal Engine. Đó là những lời giới thiệu của tác giả về sự kiện Blender Fest diễn ra vào ngày 16 tháng 9. Nếu bạn muốn cải thiện tốc độ vẽ truyện hoặc tìm kiếm một giải pháp cho dự án truyện tranh đang bế tắc, thì đây là một thông tin rất hữu ích cho bạn. One Shot Dark Fantasy Helltas của Miura Satoru đã được xuất bản trên Shonen Jump Plus ngày 17 tháng 9. Mô típ khá giống cô bé quàng khăn đỏ, xách giỏ mang bánh qua thăm bà ngoại mắt to, tai dài. Helltas kể về cậu bé đeo băng đô đen, tóc dựng ngược xách giỏ đi mua trứng cho mẹ nấu ăn. Trên đường đi, cậu bắt gặp những con quái vật gớm ghiếc đe dọa nuốt chửng cậu. Chỉ có điều là cậu đã đấm cho bọn quái vật không chừa phát nào. Không biết cậu bé có mua đủ trứng cho mẹ không, nhưng vì thói la cả này, cậu bị mẹ đấm không chừa phát nào. Với màn ra mắt bằng one shot rất ấn tượng này, chắc chắn trong tương lai sẽ là một bộ truyện dài kỳ của Miura Satoru. Hata Manga. Ngày 19 tháng 9 vừa qua là thời hạn cuối cùng cho việc gửi truyện tranh dự thi giải thưởng của tạp chí Hata Manga. 8 tác phẩm đoạt giải sẽ được xuất bản miễn phí trên tạp chí giấy truyền thống và bản digital sẽ được phát hành trên web. Giải thưởng này sẽ công bố kết quả vào ngày 14 tháng 10 năm 2023. Hãy theo dõi giải thưởng này nếu bạn muốn gửi tác phẩm dự thi vào năm sau. Cùng điểm danh qua tình hình xuất bản trong tuần thứ 3 của tháng 9 từ ngày 11 đến ngày 17. Tập manga theo tập bản chạy nhất Nhật Bản, phiên bản truyện giấy truyền thống. Tập mới nhất của Bluelock dẫn đầu là tập bản chạy nhất tuần này. Susono Frieren cũng đã trở lại đường đua với tập 11 ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Sakamoto Days là một ai đó mà tớ vẫn chưa đọc, nhưng thường xuyên hiện diện trong bảng xếp hạng các tuần. Ông Batman mặt tròn đeo kính, hãy đợi đấy. Top Total Base Series, bản chạy nhất Nhật Bản, phiên bản truyện giấy truyền thống. Jujutsu Kaisen và Oshinoko vẫn có được doanh số tốt xuyên suốt 3 tuần dù không ra tập mới. Và khi các tập mới của các bộ khác xuất hiện, vị trí số 1 và số 2 đã thuộc về Bluelock và Yu Nakara. Những động lực to lớn từ bản TV trailer của Susono Frieren trong tháng 9 cùng việc ra mắt tập 11 đã góp phần thúc đẩy bộ truyện duy trì sự hiện diện trong top 3 với 178.466 bản đã được bán. Nhưng sẽ sớm thôi, thầy Goro sẽ trở lại và hủy diệt tất cả. Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, Jujutsu Kaisen đã công bố bìa của tập 24. Hãy cùng đón đọc nhé các hương giả. Vậy là bản tin đồng cỏ tháng 9 tới đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bản tin đồng cỏ tháng 10. Bye bye.